Bộ của game nó rất là chậm. Vì vậy là cái game này thì phù hợp với cả những bạn nào mà muốn có những phút giây có thể nói là thư giãn nhẹ nhàng sau khi các bạn làm việc hay học tập căng thẳng, thì các bạn có thể chọn tới cái tựa game Astroneer này để chơi. Các bạn sẽ có những trải nghiệm rất là tuyệt. Đây, một hành tinh giả định. Chúng ta sẽ xây dựng cái thế giới của chúng ta ở đây. Thế giới riêng của các bạn. Được rồi. Option nào? Astroneer V1.030. Phiên bản mới nhất nha các bạn. Version of Brightness. Tăng độ sáng rồi nhỉ. Graphic thì mọi thứ đều được setting, đó là Ultra rồi. Âm lượng, keyboard and mouse, controller, audio, khá nhiều nút đấy nha các bạn. Cái này nó hơi khó, chúng ta không thể nào mà ấn lên ấn xuống được, chứ các bạn phải ấn chuột vào cái thanh bên hông này nhá. Nó có ba nấc này, các bạn ấn nút nấc thứ ba là đến cái phần control keyboard nhá. Đây các nút sử dụng trong game này các bạn. Các bạn có thể thay đổi tùy thích nhá. Mình thì có lẽ sẽ để mặc định. Quick Help Astroneer Tutorial. Có cả hướng dẫn chơi game này. Có chơi với cả đồng đội nữa cả. Server thì hiện tại chưa có. Solo Play Tutorial Start a new game. Tutorial là chơi hướng dẫn nhé các bạn, mình sẽ start new game luôn nhé. And start advanced. Bio Shui, Fly Shui, Bubble Shui, Eso Shui, nhiều vậy. Nope. Bisaw Claw, Emote. Rồi, lau lên nào. Confirm Destiny and start your advanced. Yes. Đấy nào. Mọi thứ đều là mặc định nha. Cái này nó cảm khi mình thấy hình ảnh này kiểu cảm giác cứ như là đang xem một phim hoạt hình các bạn ạ. Đây rồi, ta đáp xuống cái hành tinh kiểu hành tinh pixel. Dạ nào. What? Ok. Rồi, trong game này các bạn có một điều cần chú ý, đó là các bạn phải chú ý tới cái sợi dây nhá. Cái sợi dây màu xanh này. Trong game này chúng ta không cần ăn uống gì cả, nhưng mà chúng ta phải chú ý sợi dây, bởi sợi dây này là cái sợi dây dưỡng khí nhá. Các bạn chạy xa quá đứt dây là chết đấy. Cho nên phải chạy lại gần nó để nạp dưỡng khí nhá. Chui trong chui ra. Đơn giản vậy. Cái này là cái gì vậy ta? What? Đồ à? Unpack. Cái này là cái gì vậy? Tether Panda. Một cái ba lô mới à? Làm sao để xây dựng mà... Đúng rồi. Cây bồ lúc. Wait what? Cái này gắn vào đâu đây? Hệ thống xây dựng có vẻ lằng ngoằng quá nhỉ. Shelter. Làm sao để xây dựng cái hệ thống cáp để mà đi xa được hơn nhỉ? Emote này, 1, 2, 3, 4 này. Thế mình nhớ là phải xây dựng cái hệ thống dây dây dưỡng khí này nó dài dài chúng ta mới có thể đi xa được, nhưng mà làm sao để xây nhỉ? Lấy đồ mới chăng? Đặt ở chỗ khác được à? Oxygen.
Làm gì với nó đấy nhỉ? Hay là cắm cáp vào nó. Ocean, Proxy, Flow, The Teaser and Power Cap. Ờ đúng mà, gắn cáp vào nó à. Nhưng mà gắn thế nào đây? Hello? Hay là có thể đi xa được kìa. Thôi, về lấy thêm đồ vậy. Cái này hơi khó hiểu. Còn hộp gì nữa này, mở hết luôn nha. Hey. Cái này có vẻ gắn cáp được này. Mình thử xem nó gắn nó tác dụng gì nhá. Nó sao để xoay nó nhỉ? Cái này như bị cố định góc nhìn thì vậy. Cảm giác nó khá là khó chịu. Cáp đội, cáp đội. Ai đơ này. Hay là đặt cái thùng kia lên đây nhỉ? Để mình ra mở thêm cái hòm nữa. Wait what? Cái này là cái gì vậy? Đây chăng? Rồi có thể gắn thêm cái gì đó lên đây à? Any planet? Không bê được tất cả cái này đi luôn nhỉ? Ai, cái này lôi cáp ra được nữa rồi này. Hello? Cáp có vẻ không dài lắm. Hơi khó hiểu nha. Chạy nào, chạy nào. Đi. Mình sẽ bê hết về đây. Làm nào ta? Cái này chắc là phải phối hợp được với nhau ấy nhỉ? Xem có được cái gì nữa không. Mấy cái hòm nữa này. Ê, là những cái máy tương tự giống nhau mà. Đó, mình thấy nó khá giống nhau các bạn ạ. Khó hiểu nha. Ơ, mà mở cái này ra những cái kia nó biến mất à? Vậy là sao? Ui, khó hiểu nha.
cắn được cái gì đó chứ nhỉ? Chứ ở trong nhà đơn giản chỉ là saving game thôi. À đây, chuột phải để quay góc nhìn. Trời ơi, nãy giờ không biết này. Đặt cái này vào đây nhỉ? Đúng không ta? À đúng rồi nè. Vậy thì giờ nào quát nào? À, mở cái này ra những cái kia là biến mất. Cái này phải đặt vào đây. Chẳng có tác dụng gì cả. Được rồi, có tác dụng đi xem nào. Ê, cái nguồn oxygen được kéo ra lệch một tí này. Vậy thì bây giờ phải, nhưng mà nếu mình nhận đồ ở đây thì nó lại biến mất tiếp. Nhưng món cũ lại biến mất thì phải làm thế nào? Có hiểu nhờ? Bê cái này ra được không ta? Tạm nha. Ê, sao thả rồi? Hello. Và cái này cái gì vậy? Ôi quá. What? Gì đây đấy? Giờ mới biết nha. Mày đánh cỏ à? Hay nha. Mày này hút được tất cả mọi thứ này. Ê! Organic. Dọn sạch xung quanh luôn rồi. À. Mình không cần phải nối cáp gì cả các bạn à. Chúng ta chỉ cần đặt nó lên cái bệ này là được. Đó, là chúng ta có thể di chuyển được xa này. À, ra là vậy. Trời ạ. Nó sẽ là đi thu thập nguyên liệu nhỉ. Mình sẽ đi ra xa một chút nữa nhá. Hay nha. Làm cỏ lúc này nào. Đây thu thập kinh nghiệm, thu thập được 3 ô rồi các bạn. 4 ô rồi này. Rồi, full rồi, 8 ô rồi. Làm gì với cái này rồi nhỉ? Ê.
Ở đây là một cái xe mà. Chắc là chế tạo đồ, nhưng mà làm sao để chế tạo đồ thì mình không rõ lắm. Làm sao chế tạo nó nhỉ? Không bay à? Cần bay, bay là cái gì ta? Đơn vị tiền tệ chăng? Hay là gì vậy? Unlock. Cái này là cái nhà mình có rồi à. Chắc mấy cái cọng rau trên lưng phải làm được gì đó chứ nhỉ? Và mình phải sửa chiếc xe nữa. Quẩy bắt cái gì đây? Ơ, lắp rau lên được này. Cái này là cái gì vậy? Rồi, tác dụng của nó là gì nào? Ây, rơi rồi kìa. Rồi, sao nào? À, hay là gắn cáp vào nó ta? Đi nào. Gắn cáp nó có tác dụng gì không? Chẳng có tác dụng gì cả các bạn ơi. Hay là phải gắn một sợi nữa nhỉ? Rồi, gắn 3 sợi rồi. Còn sợi nữa đúng không ta? À, còn sợi nữa này. Một sợi này không tới rồi. Khó hiểu nhá. Thế được rồi, đó là phần gameplay của tựa game Astrainer. Các bạn thích thì có thể tải tựa game này về để chơi nhá. Mình thì không biết chơi cho nên là mò mấy cái này lâu quá. Thì mình hoàn thành cái video rồi. Chúc các bạn đã được thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để cập nhật những game mới nhất mà mình chia sẻ nhá. Tạm biệt mọi người.